Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023, xã Xuân Tường đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Tới dự có đại diện Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đại diện các ban phòng ngành cấp huyện, đông đảo cán bộ nhân dân trong xã và con em khắp mọi miền đất nước. Xuân Tường là địa phương có địa hình bán sơn địa với diện tích tự nhiên trên 917 ha, dân số gần 5.000 người, là vùng đất có truyền thống cách mạng, nơi tổ chức đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất vào năm 1930, nhưng do đồng đất phức tạp, thuần nông nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, vừa là mục tiêu vừa là động lực trong phát triển kinh tế xã hội, nên những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân đã dồn sức tập trung huy động gần 175 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công thực hiện thành công 19 tiêu chí, trong đó nhân dân đóng góp trên 70 tỷ, chiếm 40,12% tổng nguồn vốn. Hiện tại Xuân Tường có hệ thống giao thông chính trên 35 km và hàng chục km đường thôn xóm đạt chuẩn. Các công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường và phúc lợi xã hội cũng đạt chuẩn. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được đầu tư, trạm y tế và các nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống chính trị đều vững mạnh xuất sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên với mức thu nhập cao hơn bình quân chung của huyện. Với những kết quả này, ngày 21 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 413 công nhận xã Xuân Tường đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao bằng công nhận và phần thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh là một công trình trị giá 500 triệu đồng. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cũng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân. Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Xuân Tường và mong muốn địa phương tiếp tục phát huy kết quả xã đạt được xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để nhân dân được hưởng lợi. Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện đã có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay, đang có 6 xã tập trung xây dựng, 2 xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, 1 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích vào cuối năm.